Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng quay trở lại khóa học Tiếng Việt lớp 2 của trang web olm.vn Các con thân mến Trong bài giảng phần thứ tư của chuỗi bài học ôn tập cuối học kỳ 1 Chúng mình sẽ tiếp tục học thuộc lòng và đọc thành tiếng Sau đó các con sẽ đọc và làm bài tập dựa theo bài tập đọc Bố vắng nhà trên màn hình là bài tập đọc bố vắng nhà ba khổ thơ trong bài thơ này của tác giả cao xuân sơn các con hãy dừng video lại một lát đọc thật kỹ bài tập đọc nhé và bây giờ hãy cùng lắng nghe cô đọc một lượt bố vắng nhà mâm cơm mẹ nấu thật ngon có cá có canh có thịt mà mẹ chỉ ăn qua quýt rồi buông đũa lặng nhìn con hình như mẹ có gì lo vẩn vơ mắt nhìn ra cửa à bé biết rồi vắng bố sáng vừa đi công tác xa Mai mốt bố về thôi mà. Mẹ ăn thêm cơm kẻo ốm. Ô, bữa nay mẹ trẻ con. Con bé hóa ra người lớn. Cao Xuân Sơn. Một bài thơ rất đáng yêu cũng rất tinh tế phải không nào? Trong bài thơ các con vừa lắng nghe cô đọc một lượt, chúng mình chú ý đến Giải nghĩa hai từ ngữ, đó là từ qua quýt và vần vơ. Mẹ chỉ ăn cho qua quýt và bé nhìn thấy mẹ vần vơ đưa mắt nhìn ra cửa. Các con hiểu qua quýt là từ để diễn tả ăn, làm hay là việc học một cách qua loa, sơ sài cho xong chuyện. Còn vần vơ là nghĩ ngợi đi lại nói năng một cách không chú ý không rõ mình muốn gì và tại sao. Sau khi hiểu đúng nghĩa của hai từ qua quýt, vẩn vơ, chúng mình sẽ đọc lại một lần nữa bài thơ Bố vắng nhà để tìm hiểu nội dung của bài thơ thông qua các câu hỏi sau đây các con nhé. Con thấy bé nhận ra điều gì lạ bên mâm cơm? Khổ thơ thứ nhất Vẽ nên khung cảnh mâm cơm gia đình có hai mẹ con. Mâm cơm mẹ nấu thật ngon, có cá, có canh, có thịt, mà mẹ chỉ ăn qua quýt rồi buông đũa lặng nhìn con. Như thế, bé nhận ra điều lạ bên mâm cơm đó là các món ăn rất ngon mà mẹ chỉ ăn qua quýt rồi buông đũa lặng nhìn bé. A à, bé phát hiện ra lý do vì sao mẹ lại chỉ ăn qua loa cho xong rồi buông đũa nhìn mình rồi theo bé vì sao mẹ lo hả các con hình như mẹ có gì lo vẩn vơ mắt nhìn ra cửa à bé biết rồi vắng bố sáng vừa đi công tác xa con có thể trả lời theo bé mẹ lo vì nhà vắng bố sáng nay bố vừa đi công tác xa hiểu được nỗi lo lắng của mẹ bé an ủi mai mốt bố về thôi mà mẹ ăn thêm cơm kẻo ốm và bé còn phát hiện ra một điều rất thú vị nữa ô bữa nay mẹ trẻ con còn bé hóa ra người lớn theo con vì sao bé nghĩ bữa nay bé là người lớn Đúng rồi. Bé nghĩ bữa nay bé là người lớn vì bé đã biết an ủi dỗ dành mẹ để mẹ ăn thêm cơm khi bố vắng nhà. Không chỉ đáng yêu, bạn nhỏ của chúng ta còn rất tinh tế, rất biết để ý đến cảm xúc của mẹ. Có thể bạn cũng là một chỗ dựa tinh thần của mẹ trong những ngày vắng bố đấy. Bạn nhỏ của chúng ta rất ngoan và hiếu thảo phải không các con? Từ bài tập đọc Bố vắng nhà. Cô trò chúng mình sẽ còn luyện tập thêm kiến thức liên quan đến tiếng Việt. Chúng ta đã biết tới các mẫu câu ai là gì, ai làm gì và ai thế nào. Cô có các câu sau dựa theo bài tập đọc Bố vắng nhà. Ở phía bên trái màn hình đã được đánh dấu là các phần A, B, C. Con hãy ghép mỗi câu văn ở cột bên trái với mẫu câu thích hợp ở cột bên phải. Câu văn ở phần A: Bé an ủi mẹ. Các con thấy có từ an ủi là từ chỉ hoạt động. Và trong mẫu câu ai làm gì, chúng mình sẽ sử dụng từ chỉ hoạt động như vậy. Các con có ý A nối với ô số 2. Câu văn B, bữa đó bé là người lớn. Trong câu văn này, từ khóa để chúng ta xác định mẫu câu chính là từ là. Câu văn thuộc mẫu câu ai là gì. Và đáp án còn lại, câu C, cả nhà thương yêu nhau thuộc mẫu câu ai thế nào. Chúng mình có thể đặt câu hỏi ngược lại, cả nhà thế nào? Và chúng ta có câu trả lời, cả nhà thương yêu nhau bài tập thứ hai và cũng là bài tập cuối cùng trong phần luyện tập này. Chúng ta sẽ cùng ôn luyện cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi hay là dấu chấm than. Các con sẽ điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than vào chỗ trống trong mẫu chuyện sau đây nhé. Chúng ta đã được nhắc đến rất nhiều lần về tác dụng của các dấu câu. Dấu chấm kết thúc một câu kể. Dấu chấm hỏi kết thúc một câu hỏi và dấu chấm than kết thúc một câu bộc lộ cảm xúc, câu yêu cầu hoặc là câu cảm thán nào đó. Từ đây, các con sẽ vừa đọc và điền được vào chỗ trống các dấu câu thích hợp. Bé Hoa mới đi học lớp 1 được một tuần. Và đây là một câu văn kể lại sự việc thông thường, chúng ta điền được dấu chấm. Bé nói với bố, "Có nhiều điều cô giáo con không biết đâu, bố ạ." À. Sao con lại nghĩ thế? Đây là câu hỏi của bố dành cho bé Hoa. Chúng ta có kết thúc câu văn bằng dấu chấm hỏi. Vì thỉnh thoảng cô lại bảo, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi này nhé. Đây là một câu yêu cầu, đề nghị, chúng ta có dấu chấm than kết thúc câu văn này. Và nhiệm vụ này cũng đã kết thúc video bài giảng của chúng ta. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các con trong những bài học tiếp theo trên trang web olm.vn.